Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của sắc, thế nào là tướng thật tế của thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến thế nào là tướng thật tế của trí nhất thiết trí, để các đại Bồ Tát như thật biết rõ mà tu học, để như thật biết rõ tướng rộng hẹp của các pháp. Phật dạy, thiện hiện không có biên giới của sắc.